Bây giờ nói khởi tu, trước nói là kiến tánh, bây giờ nói về khởi tu. Khởi tu một, đốn ngộ tiệm tu. Sau khi kiến tánh cần phải khởi tu mới đạt chứng ngộ, giải thoát sinh tử, đắc thành Phật quả. Cho nên khi xưa chư thiền sư được giải ngộ rồi, các ngài vào núi ở một mình đôi 30 năm, sau đó mới ra giáo hóa. Nếu không ở núi một mình, các ngài ở Tùng Lâm theo chúng tu hành như Quốc sư Huệ Trung ở núi Bạch Nhai 42 năm, sau đó mới ra làm quốc sư. Thiền sư Tùng Thẩm, Hiệu Triệu Châu ở trong Tùng Lâm 30 năm, tâm mới thành một khối. Kiến tánh khởi tu cũng gọi là đốn ngộ tiệm tu. Như vậy thì cái tu hành này nó đòi hỏi chúng ta hết sức là công phu. Ngài Tùng Thẩm, tức là Ngài Triệu Châu, nghĩa là khi còn là Sa Di tới với Ngài Nam Tuyền thì hỏi Sa Di có chủ không? Ông nói sao? Thì ông nói Sa Di có chủ. Hỏi chủ ở đâu? Cái đứng khoan tay, mùa đông giá lạnh, kính chúc và thượng trăm phước. Như vậy là chỉ ông chủ rồi. Lanh lẹ như vậy mà Ngài nói ở trong chúng 30 năm tâm Ngài đã thành một khối. Ở đây quý vị được mấy năm rồi vậy mà cũng đòi là một khối thật được một năm, nghĩa là 30 năm như ngày Tùng Thẩm lanh lẹ như vậy mà 30 năm. Còn ngày Quốc sư Huệ Trung khi gặp Lục Tổ Huệ Năng, ngài ngộ được rồi, ngài mới lên núi ở 42 năm mới ra làm quốc sư. Như vậy thấy cái người xưa công phu tu hành hết sức là chín chắn, đến nơi đến chốn. Mình thời nay là Phật tử đa số là chú ép rồi, dài ba năm cái ra làm trụ trì, năm ba năm ra làm trụ trì, rồi làm sao mà không có những cái tập khí dở nó còn, thấy không? Vì tập khí chưa có sạch mà người ta đa số là vào tu thời gian họ giới tỳ kheo rồi, có thấy ta cũng khác, thấy không? Rồi cái thì muốn được trụ trì là thầy thiên hạ mà chưa biết rằng đường đi của mình chưa tới đâu. Mà nếu đi chưa tới đâu mà làm thầy thiên hạ thì dễ bị người ta dẫn mình, chứ mình không dẫn được người ta. Lại nói thưa thầy, tôi cần tổ chức đám tuần cho ba mẹ tôi. Mà cha mẹ tôi hồi sống thương con cháu, lo con cháu lắm, cho nên bây giờ làm đám tuần cầu siêu cho ba mẹ tôi. Chúng tôi nghĩ phải làm sao tỏ hết cái lòng thương cha mẹ bằng cách nào, cất nhà nè, sắm xe hơi nè, đủ hết đưa giới cho ba mẹ tôi có đủ phương tiện. Thưa thầy thì lạnh dùng mà nói đặt cho thầy 10 triệu thì thầy sao? Thầy tính sao? Như vậy thì biết rằng cái chuyện đó là nó không có đúng, nhưng mà người ta lòng thành đặt tiền nhiều hay là mình cũng tùy hí để thầy lo cho. Như vậy thì một chỗ này đặt rồi mai mốt chỗ kia đặt, biết rồi cái thầy thành cái nghề gì. Đó là gì? Chưa có đủ cái đạo tâm, chưa có đủ cái nghị lực để vượt qua những cái đòi hỏi mà nó không hợp pháp của Phật tử. Vì thấy có một chút lợi, mình quên hết những cái sai của họ, cho nên không có can đảm từ chối.
Đó là cái yếu mà người tu bây giờ dễ mắc kẹt. Chứ thầy nào có tin rằng mình làm như vậy là họ được hưởng đâu, phải không? Nên tôi có nhiều khi nói nửa đùa nửa thiệt. Có mấy Phật tử họ nói rằng mỗi năm đầu năm và mùng mấy tháng giêng, mùng 8 tháng giêng thì có cúng cái gì, cúng sao cúng hạn cho Phật tử. Cho nên Phật tử nào muốn được bình an một năm tới đi trên, bữa đó thầy cúng sao cúng hạn cho được một năm bình an. Rồi có Phật tử hỏi tôi, thưa thầy, cúng như vậy có chắc được bình an không? Thì tôi nói rằng chuyện chắc không chắc thì tôi không biết. Nhưng bây giờ tôi ví dụ, nếu mà ở trong xóm đó người ta nghèo túng, thiếu gạo, thiếu cơm, thì có một phái đoàn nào đó nó tới chảnh tế đem giúp đỡ cho mỗi người được một số tiền, một số lương thực. Ai muốn vậy thì ghi tên, tới bữa đó ta lại ta cúng cho, mà đặt nó ở nằm tại chùa, mà chùa cũng đang thiếu nữa. Thì quý vị nghĩ thầy nhận trách nhiệm ghi tên những người Phật tử hàng xóm được người ta cho một giúp đỡ một số tiền, thì những người trong chùa thầy có ghi không? Ghi không? Có thầy đã ghi thầy trước. Thầy số 1 rồi tới cái ông điệu, rồi mới tới hàng xóm, phải không? Vì đó là cái quyền lợi mà. Như vậy thì mỗi khi cúng sao, nếu thực là một năm bình yên thì nhất định thầy trụ trì số 1. Thầy trụ trì trước rồi điệu chúng, rồi mới tới Phật tử nhé. Mà quý vị thấy có khi nào thầy trụ trì để tên mình để cầu một năm bình yên không? Mà nếu không để tên thì chắc thầy không tin. Mà không tin thì mình tin thì sao được. Đó là một cái lẽ thật. Cái gì mà biết chắc chắn là quyền lợi, có thật thì mình phải, mình là số 1 chứ. Còn cái này không để tên mình, để tên người ta thì chuyện đó tôi không tin. Tôi không tin rằng chắc có 100%. Bởi vậy nên cái ở đời cũng như trong đạo có những cái điều nó không có chánh, nhưng mà vì có chút quyền lợi người tu mình cũng khó bỏ qua, buộc lòng phải làm. Theo hồi xưa thì cúng sao cúng hạn, bây giờ không biết sao thôi ghi tên, bữa đó mình cầu an cho, cúng kinh cầu an cũng cho an ủi họ chút, phải không? Nhưng mà rồi cũng được chút quyền lợi, còn không thì họ buồn. Có nhiều người nói nếu chùa mình không cúng ta đi chùa khác thì mình thiệt thôi. Nói nghe cũng thương, nhưng mà quý vị nghĩ như tôi không cúng thì ta cũng cho tôi đâu có đói. Còn nói mình cứ nghĩ cúng mới có ăn thì cũng hơi tội nghiệp. Thì như vậy cứ lo hoài là cái việc không nên làm mà mình cũng vẫn tiếp tục làm, đó là một cái mà tôi gọi là cái nghiệp tu. Chúng ta chưa nắm vững được cái hướng đi, chưa có thấy rõ được cái lợi ích của sự tu hành, cho nên dễ bị ở ngoại cảnh nó lôi kéo, là chỗ đó là. Cho nên người xưa tu phải đến nơi đến chốn, chứ không có như mình bây giờ chưa tới đâu mà đã làm nhiều chuyện rồi. Ứng dụng giác ngộ vô niệm để tu. Thấy rõ niệm khởi là hư vọng, là vô minh, cần phải buông xả không theo. Niệm dấy lên là phá giới, là tội lỗi. Luôn luôn tỉnh giác, không để cho nó dẫn. Cho nên nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi niệm giác, giác tức niệm diệt. Thiền sư các ngài trong bốn khoai nghi đều sống giác niệm, không để thưa hở. Bởi vì
Từ ngàn đời chúng ta đã chấp nhận niệm là tâm mình, hiện nay biết nó hư giả, nó là tướng vô minh, sau nó đã thành thói quen, thành tập quán, không thể tỉnh giác một sớm một chiều mà hết được. Trái lại phải bền bỉ lâu dài, kiên trì tỉnh giác, chúng mới thư dần và từ từ yên bạc. Nếu không phải là người kiên trì tỉnh giác, bền bỉ lâu dài, dù có giải ngộ cũng không giải thoát sanh tử. Thế nên người xưa nói, người tu thiền phải đầy đủ hai tâm kiên cố và trường viễn. Kiên trì tỉnh giác là tâm kiên cố, bền bỉ lâu dài là tâm trường viễn. Có kiên trì tỉnh giác mới phải bị điểm dẫn, có bền bỉ lâu dài mới chinh phục được chúng. Thiền sư là một chiến sĩ thường cầm kiếm trí tuệ tiêu diệt bọn ma vô minh vọng niệm, tay không rời kiếm, mắt chẳng mơ lơ, mới là chiến sĩ dũng mãnh. Đến khi nào bọn ma vô minh vọng niệm dệt sạch, người chiến sĩ mới cao quốc khải hoàn và sống mãi trong thanh bình an lạc. Sự tu hành của thiền sư không hạn cuộc trong thời khóa nghi lễ, mà lấy sự tỉnh giác làm chủ yếu. Vì thế có khi cả ngày không thấy ngồi thiền hay tụng kinh, mà sự tu hành của thiền sư rất cẩn mật, thấy từng tâm niệm của chính mình suốt 12 giờ, làm sao bảo lơi lỏng được. Chỗ này chỉ người trong cảnh mới biết thốt được thôi. Đây là cái đoạn mà tôi giải thích cho quý vị thấy rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta tu là luôn luôn phải tỉnh, phải giác. Tỉnh thì chúng ta không mê, giác thì chúng ta không lầm. Bởi vì chúng ta sống ở trong cái cảnh mê lầm nhiều đời nhiều kiếp, nên ngày nay muốn thoát ra cái mê lầm đó, chúng ta phải kiên trì tỉnh giác. Như tất cả chúng ta ai cũng cứ thầm nhận rằng thân tứ đại này là thân mình, tâm nghĩ chuyện hơn thua phải quấy, xấu tốt hay dở là tâm mình nghĩ như vậy. Cho nên lúc nào mình nghĩ cái gì cho nó là đúng thì người khác nếu nghĩ khác thì mình không bằng lòng, mình chống cự lại. Mình làm cái gì cho là đúng, người khác thấy không đúng họ cho là sai thì mình chống cự lại, vân vân. Từ cái nghĩ cái làm của mình đều cho nó là đúng là thật. Từ cho đúng và thật đó, cho nên rồi ai sai ai khác với mình thì mình đều chống đối. Do đó mà chúng ta cứ đau khổ, bởi vì cái nghĩ của mình người khác họ đâu có chấp nhận, cái làm của mình chưa chắc người khác đã đồng ý. Bởi vậy cho nên trong cuộc sống luôn luôn nó trải qua những chuyện khó khăn, chuyện chống đối. Ngày nay chúng ta biết đó là một cái chuyện hết sức đơn giản, là cái nghĩ của mình là cái tâm. Như vậy thì quý vị nghĩ, chúng ta suy nghĩ việc đó, việc này, việc kia, cái suy nghĩ những việc mà chúng ta cho rằng cái tâm nghĩ đó là mình thì có đúng chưa? Tâm nghĩ phải là mình chưa? Bởi vì cái tâm nghĩ nó có những cái điều kiện không phải thật mình. Điều kiện thứ nhất là ngày nay nó nghĩ thế này mà có thể ngày mai nó nghĩ thế khác, phải không? Mới nghĩ thế này là cái sự việc đó chắc thế này là đúng, nhưng mà lát rồi có nghe ai nói gì đó thì nó đổi, chắc phải thế khác chứ thế này chưa đúng. Thì như vậy cái nghĩ của mình nó cứ nó chuyển, nó đổi tùy theo cái nhận định của bản thân mình hoặc của những người thân cận mình, họ nói họ giải cho mình thay đổi. Có những người quý vị thấy tính mai làm gì đó,
rồi cái lát có ai lại bàn hồi cái thuật mang qua. Thì như vậy thì cái nghĩ đó có phải là đúng chưa, là thật chưa? Như vậy thì cái nghĩ của mình nó luôn luôn là đổi tùy theo duyên, tùy theo cảm, chứ nó không có nhất định. Mà cái nghĩ đổi thay nó không nhất định mà là mình, thì chắc mình lột lớp hoài, phải không? Lát là lột lớp dữ, lát lột lớp thiền, nó đổi thay. Vì tâm mình đổi thay thì con người mình cũng phải đổi thay. Như vậy nếu nó là mình thì mình luôn luôn là đổi thay, nhưng mà không phải thật. Rồi thêm nữa, cái nghĩ đó, nghĩ lăng xăng thì mình thấy như nó có, nhưng mà thiệt ra nhìn lại thì nó mất, nó không còn. Như vậy thì nó làm sao thiệt mình được? Như vậy thì cái nghĩ không thiệt mình, mà lâu nay mình cứ nghĩ nó là mình. Cái nghĩ là tâm mình, thì người cho cái nghĩ là tâm mình á, thì người đó tỉnh hay là mê? Tỉnh hay mê? Quý vị nói mà phải nhớ lời chứ không khi nói được quên. Tỉnh hay là mê trả lời coi. Nếu nói là tỉnh thì quý vị mai mốt có thể chấp với nó là tâm mình tôi còn tha. Còn nếu nói nó là mê thì mai mốt vẫn chấp nó thì tôi sẽ vỡ lớn, thấy không? Vỡ to. Bởi vì đã nói là mê rồi tại sao mình giữ? Nhưng mà sự thật đó là mê. Bởi vì cái không thiệt mình mà ngỡ là mình, đó là mê. Vì vậy mà tôi nói cái hình ảnh của trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói rất là hay. Nên chàng Diễn Nhã Đạt Đa soi gương, thấy bóng mình ở trong gương mà ngỡ là đầu mặt của mình ở trong gương, phải không? Như vậy thì cái phút giây ngỡ đầu mặt mình ở trong gương đó là tỉnh hay là mê? Nếu là tỉnh thì úp lại mất cái đầu mặt đó đâu có la, đâu có nói mình mất đầu, phải không? Bởi vì thấy đầu mặt trong gương, ngỡ là đầu mặt trong gương là thiệt, thiệt mình. Cho nên khi úp lại mất mình cái quả hốt là thành điên. Như vậy thì khi nào chúng ta chấp cái bóng làm mình thiệt thì lúc đó chúng ta đang mê, đang tỉnh. Vậy đó mà nói, tôi nghĩ thế này ai cãi cũng được à. Thấy không? Cái nghĩ của mình là bóng hay là thiệt? Mà sao người ta cãi không được? Như vậy để ta thấy rằng rõ ràng mình chắc chặt cái nghĩ của mình là thiệt, là tâm mình, mà từ cho nó là thiệt là tâm mình, cho nên rồi mình chống đối ai nghĩ khác như mình, đó là một cái lầm lẫn. Cho nên Phật nói người chấp cái tâm suy nghĩ là tâm mình thiệt thì giống như Diễn Nhã Đạt Đa chấp cái bóng trong gương là cái đầu mình thiệt, phải không? Chỉ khi nào biết được cái bóng trong gương là bóng thì Diễn Nhã Đạt Đa hết điên. Còn nếu nói cái bóng trong gương là thiệt thì ngài cứ điên hoài, ông cứ điên hoài. Như vậy thì chúng ta bớt điên chưa? Có giống Diễn Nhã Đạt Đa không? Diễn Nhã Đạt Đa điên mà tại chấp cái bóng trong gương cho là đầu mình thiệt, cho nên là úp xuống cái mất, không thấy đầu, không thấy mặt nữa. Tôi quảng hốt ôm đầu chạy lên, tôi mất đầu, ôm đầu chạy lên tôi mất đầu, điên không? Thì mình bây giờ cũng vậy, chấp cái nghĩ suy đó là tâm mình thiệt. Cho nên lúc nào mà bất hành, cái tâm nghĩ suy không có, cái mình nói, ôi, tôi mất rồi, quảng hốt lên. Như vậy thì từ cái mê lầm chấp cái bóng, bị cái tâm sinh diệt của mình như cái bóng, vừa dấy lên được mất, tìm lại thì không còn. Thì nó như cái bóng, chấp cái bóng là thiệt, thì khác nào Diễn Nhã Đạt Đa. Như vậy thì chúng ta cười Diễn Nhã Đạt Đa ngu quá, phải không? Cái bóng mà nói đầu mình rồi mất rồi ôm đầu chạy lên,
La Ân Sờn tôi bắt đầu, thì cái chàng diễn nhà Đạt Đa đúng là cái kẻ điên. Còn mình bây giờ có điên không? Nếu mà diễn nhà Đạt Đa, Đạt Đa điên 100% thì mình điên thì mấy chục phần trăm. Chưa bàn đi chứ phải chắc đúng 70-80 rồi, phải không? Bởi vì chắc cái tâm suy nghĩ của mình là thiệt đó. Rồi chừng nó mất, nó không suy nghĩ cái lời quảng hốt lên sự mất mình. Như vậy, cho nên cái người tu là tỉnh giác. Tại sao tỉnh giác? Biết cái tâm suy nghĩ đó không thiệt, lúc nào cũng khẳng định nó không thiệt. Không thiệt cho nên nó là vọng tưởng. Nhắc, nhớ luôn luôn như vậy thì đó là tỉnh và giác. Còn lúc nào chạy theo nó tức là lúc mê, phải không? Chạy theo nó là mê, biết nó là hư dối là tỉnh. Như vậy thì chúng ta tu phải cố gắng giữ cái tỉnh lâu dài, đừng cho quên. Thì như vậy là chúng ta tiến. Còn nếu quên cái tỉnh mà chạy theo cái mê là chúng ta lùi. Vậy thì chúng ta có quyền cả ngày lo nghĩ suy chuyện lằng nhằng ở đâu đâu, rồi tối nó tu, cho nên như vậy không? Hay là cả ngày chúng ta phải dè dặt từng ý niệm, giấy lên để biết không có thiệt, đừng có theo đó, tỉnh như vậy luôn luôn thì tối ngồi thiền nó mới yên. Còn nếu cả ngày mình thả trôi cho nó chạy đủ thứ hết, rồi tối kèm lại ít tiếng đồng hồ, làm sao thắng, phải không? Cho nên cái tu ở đây nói là phải kiên trì tỉnh giác, chứ không có nên thả trôi. Rồi phải bền bỉ lâu dài, năm này tháng nọ, không có bao giờ lơ là, thì đó mới có thể kết quả. Như vậy thì sự tu là cả một cái cố gắng liên tục, tỉnh giác liên tục, chứ không phải là cái chuyện chần chờ có chừng. Như vậy thì chúng ta không phải là cái người cố làm ra vẻ tu lúc nào cũng liên duyên tu, phải không? Có những người ra vẻ tu nhưng mà liên duyên mà trong ngày những cái chạy những cái xuôi qua thì cái liên duyên nó có ra gì không? Cho nên chúng ta dầu cho đi tới đi lui, quét nhà, dọn cơm vân vân, mà chỉ quét nhà, chỉ dọn cơm, chứ đừng cho cái lăng xăng nào nó lộn vô trong đó, thì đó là cái khéo tu. Nên nhiều người không biết tu, cứ nói rằng nếu mà giờ tôi ngồi thiền mà bắt làm công tác thì hết tu rồi, phải không? Bây giờ ngồi thiền mà bắt làm công tác thì hết tu, có phải hết tu không? Là tại mình không khéo tu chứ không? Không phải hết tu. Nếu giờ ngồi thiền thì mình tu trong cái tĩnh lặng, nếu phải công tác thì mình tu trong cái lao động của mình, lao động vẫn là tu chứ đâu phải không tu. Như vậy thì chúng ta không có bị trở ngại. Chứ trong chúng mà ai cũng nghĩ là phải luôn luôn ngồi im lặng mới tu, còn làm cái gì đó là hết tu thì chắc là khỏi luôn cường, thấy không? Thôi cứ ngồi im lặng khỏi ăn luôn. Thì cái đó là cái không có hiểu. Chúng ta tu phải tu trong cái động, tu trong những cái giờ mà tùy duyên á. Cần tịnh thì chúng ta tịnh, cần động thì chúng ta động. Động tịnh đều tu được hết thì đó là người khéo tu. Còn động tu được, tịnh mới tu được thì đó chưa phải khéo tu. Hiểu như vậy thì từ xuất gia tới cư sĩ lúc nào chúng ta cũng tu được hết, chỗ nào chúng ta cũng tu được. Bởi vì chúng ta gạn lọc cái tư tưởng của mình, nghĩ đúng, nghĩ sai vân vân, biết cái đó là cái không thiện, mình đừng có phải bận biểu tới nó, mà phải cho nó trong sạch, lấm lặng, thì đó là chúng ta tu thật. Vậy thì mong tất cả quý vị đều nhớ lúc nào cũng là lúc tu, chứ đừng có chấp phải giờ ngồi thiền mới tu, rồi ngồi ít quá
rồi gục nữa, rồi còn đâu tu, phải không? Vì vậy cho nên phải cố gắng, giờ nào cũng tu thì cái tu nó kết quả. Thôi, ở đây nghỉ. Ứng dụng giác ngộ tri hữu để tu. Tri hữu là biết mình có tánh giác. Tánh giác tức là ông chủ thật của mình. Quên tánh giác là đã mất ông chủ, chính là mất mình. Sống mà mất mình hay không biết mình sống, không phải vô minh là gì? Đối trị cái vô minh mê này, thiền sư Hằng nhớ ông chủ của mình. Lối nhớ ông chủ bằng cách sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mà không chạy theo sáu trần. Hằng sống với sáu đường hào quang sẵn có của mình, cho nên nói thấy sắc không dính sắc, nghe tiếng không kẹt tiếng. Bởi thường sống với ông chủ của mình nên ngoài không bị năm trần quyến rũ, trong không bị pháp trần cuốn lôi. Đó là chỗ tâm như nên cảnh như. Chính chỗ này ông Bàn Long Quẩn có kể. Thì đây là cái phần tri hữu, tức là biết có. Biết có cái gì? Là biết có cái tánh giác. Bởi vì tất cả chúng ta sống ở trong cõi đời này, biết thân này, biết cảnh này, biết cái tâm lăng xăng này, biết ba thứ đó. Ngoài thì cảnh, ngay cái thân này thì thân, trong thì cái tâm lăng xăng, biết ba cái đó. Còn cái thật mình thì không biết, mà thật mình thì gọi đó là ông chủ. Vì vậy mà ông chủ đó gọi là tánh giác. Chúng ta tu biết ngay nên mình có tánh giác, cho nên không có bị ngoại cảnh nó lôi dẫn. Biết mình có tánh giác cho nên không bị vọng tưởng nó quấy rầy. Biết mình có tánh giác cho nên khóc không có chấp cái thân là mình. Vì vậy mà không có theo nhu cầu đòi hỏi quá đáng của nó. Như vậy, chính nhờ biết mình có tánh giác cho nên chúng ta rất là dễ tu. Trong không chấp thân, ngoài không chấp cảm. Không chấp thân, không chấp cảm, cho nên vọng tưởng theo đó nó lặng. Biết mình có tánh giác cho nên sự tu hành không thối chuyển. Vì đó là biết rõ chúng ta trở về cái thật của mình. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái từ là trở về quê hương. Quê hương tức là chỗ đất thật của chính mình. Như vậy, nếu chúng ta sống ở trong cõi đời này chỉ biết thân, biết cảm và biết tâm vọng tưởng mà không biết có cái chân thật, thì đó gọi là vô minh. Như vậy thì nhớ kỹ lại, từ trước đến giờ chúng ta đang sống với cái vô minh hay là đang sống với cái mình? Chắc là vô minh quá, phải không? Bởi vì không biết mình có cái thật, không biết mình có tánh giác, mà không biết mình có tánh giác cho nên chạy theo cái chấp của thân, cái chấp của tâm mà tạo thành những cái tội nghiệp, rồi bị quay cuồng trong dòng sanh tử. Vì vậy đó cho nên nói rằng vô minh nó dẫn chúng ta đi trong sanh tử. Ngày nay chúng ta biết trở về với cái thật của mình, thì muốn trở về cái thật đó thì cái từ chuyên môn gọi là chúng ta biết ông chủ hoặc là nhớ ông chủ. Lối nhớ ông chủ bằng cách nào? Nghĩa là bằng cách sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không chạy theo sáu trần. Hằng sống với sáu đường hào quang sẵn có của mình. Chúng tôi dùng cái từ sáu đường hào quang sẵn có của mình. Thì như vậy, quý vị thấy mình có hào quang không?
thường thường mình ngỡ hào quang là thấy có cái gì nó vạch ra một làn sáng giống như là cái móng rồi vậy đó, phải không? Thì nó hào quang, nhưng mà đây nó sáu đường hào quang, nghĩa là mắt nếu không có sáng thì mắt đâu thấy, tai không có sáng thì tai đâu nghe, mũi không có sáng thì mũi đâu có ngửi, lưỡi không có sáng thì lưỡi đâu có phân biệt được ngon dở vân vân. Thì như vậy sáu căn đều có cái sáng để phân biệt rõ ràng sáu trần, thì đó gọi là sáu đường hào quang. Không sáng thì không phân biệt, mà có phân biệt tức là có sáng. Thì cái sáng đó là cái sáng thật. Còn nếu cái sáng mà chúng ta thấy lé lên, hoặc là chúng ta thấy nó có một vệt trắng vân vân, thì cái sáng là tạm thời rồi mất. Còn cái sáng của sáu căn mình á, nó lúc nào mất không? Trừ lúc căn hư, phải không? Còn nếu căn không hư thì lúc nào cũng có. Như vậy cho nên gọi là sáu đường hào quang không bao giờ vắng. Mà chúng ta quên, chúng ta cứ sống với cái vọng tưởng mà quên sáu cái đường hào quang của mình. Cho nên nói thấy sắc không dính sắc, nghe tiếng không kẹt tiếng, mấy cái đường hào quang đó nó không có kẹt, không có dính. Mà kẹt dính là cộng thêm với cái tâm phân biệt, suy nghĩ tốt xấu, hơn thua vân vân, cái đó là cái dính. Như vậy nếu chúng ta hằng biết sống với sáu cái đường hào quang đó thì chúng ta sống với ông chủ của mình. Mà nếu sống với ông chủ của mình thì lúc đó năm trần bên ngoài nó không có quyến rũ chúng ta được, thì chúng ta cũng không bị cái pháp trần nó lôi cuốn nữa. Cho nên nói tâm như nên cảnh như, tâm nào như cảnh nào như. Tôi nói ví dụ như là nhìn cái bình hoa, mà chỉ nhìn bình hoa thôi, không có cái niệm nghĩ lăng xăng về bình hoa, thì cái tâm có như chưa? Thì tâm như, mà cái bình hoa nó có chê trách rằng tại sao ông không phân biệt tôi không? Có không? Thì cảnh nó cũng tự như. Sở dĩ cảnh không như là tại tâm mình dễ phân biệt, nói cái hoa xanh là tốt, hoa đỏ là xấu vân vân. Thì cái đó là tâm mình nó dễ động, chứ bình hoa không có động. Nếu tâm mình không dễ động thì tâm mình như, thì cái bình hoa nó cũng như. Đó là cái chỗ mà lâu nay người tu chúng ta hay chối bỏ cái trách nhiệm của mình. Thấy cái này đẹp, tôi nói ví dụ hơi dễ hiểu một chút, như có một người tu được ai cho cái đồng hồ đẹp mang, rồi người tu thứ hai thấy cái đồng hồ đó, nhìn kỹ trầm trồ đồng hồ đẹp, thì đó là tâm như không? Tâm nó không như, cho nên cái đồng hồ nó sao? Nó cũng rối loạn, phải không? Rồi từ cái thấy đồng hồ đẹp đó, cái mới nghĩ làm sao ai mà có thể giúp mình mua cái đồng hồ. Thì đó, từ cái tâm nó rối loạn đó, rồi bắt mình phải chạy đầu này đầu kia kiếm phương tiện. Như vậy thì từ cái tâm nó không như, cho nên cảnh nó cũng không như, rồi tâm nó tất cả thân tâm đều không như hết. Còn nếu mình thấy cái đồng hồ ba đồng hồ đủ rồi thì có cái gì lộn xộn nữa không? Nó không có. Như vậy rồi có người nói là tu mà còn tham đồng hồ chi, thì người đó trả lời là tại cái đồng hồ đẹp quá, phải không? Đặt tại đồng hồ đẹp quá cho nên tôi phải suy nghĩ để tìm cách mua nó. Thì như vậy tại đồng hồ hay là tại cái gì? Trả lời cái tại để dùm tôi coi. Tại đồng hồ quyến rũ hay tại cái gì?
Tại cái vọng tưởng của mình, phải không? Đó. Nếu trả lời đó, tại cái vọng tưởng của tôi, cho nên nó xui khiến vậy. Chứ không thể tại đồng hồ. Đồng hồ có nói rằng gì, phải không? Nó là nó thôi. Mà mình đuổi theo nó là tại cái vọng tưởng của mình. Như vậy, khiến cho chúng ta bị ngoại cảnh nó chi phối là gốc từ cái vọng tưởng, phải không? Chứ không phải tại con mắt, cũng không phải tại lỗ tai, cũng không phải tại sắc trần, thanh trần, mà tại vọng tưởng. Như vậy thì cái trọng tâm chúng ta tu là tu cái nào? Như vậy dẹp sắc trần để đừng cho quyến rũ, phải không? À, không phải. Rồi dẹp cái căn này đừng cho nó thấy, phải không? Như vậy thì mắt phải mù. Mắt phải mù thì mới không có quyến rũ. Nhưng mà mắt mù lại còn quyến rũ cái khác. Vì vậy mà chúng ta không dẹp cảnh, không dẹp căn, mà chỉ dẹp cái thức phân biệt. Đó là vọng tưởng. Như vậy cái tu, cái cuối cùng của nó là dẫn chúng ta trở về với cái chân thật, đừng để vọng tưởng lôi kéo. Đó là tu. Như vậy thì cái tu nó không phải là chuyện khó, không phải là chuyện xa, mà chính là cái chuyện rất là thiết thực nơi mình. Ở đây chúng ta nghe ông bà Long Quẩn, ông nói kệ. Ông bà Long Quẩn là một cư sĩ ở Trung Quốc đời Đường. Ổng ngộ được lý thiền, cho nên ổng có làm trên 100 bài kệ. Để đây chỉ trích một ít bài. Đảng tự vô tâm tư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Thiết ngư bất phạ sư tử thống, kháp tợ mộc nhân kháng quả điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, quả điểu cùng nhân diệt bất kinh. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Chúng tôi dịch: chỉ tự tâm, chỉ tự vô tâm cùng vạn vật, ngại gì vạn vật thường vi nhiễu. Vi nhiễu này nó để nguyên quá, tức là nó quấy rối mình đó. Trong sắc chẳng sợ sư tử rống, giống như người gỗ xem chim vẽ. Người gỗ bản thể tự vô tình, chim vẽ gặp người cũng chẳng kinh. Tâm cảnh như như chỉ thế ấy, nào sợ bồ đề đạo chẳng thành. Ở đây câu đầu ngài nói rằng chỉ tự vô tâm cùng vạn vật, nghĩa là đối với muôn vật cái trọng tâm là đừng có giấy niệm đuổi theo, đừng có giấy niệm phân biệt, thì đó gọi là vô tâm cùng vạn vật. Ngại gì vạn vật thường vi nhiễu, thì đâu có ngại, đâu có sợ vạn vật nó quấy rối mình. Nếu mình không có tâm phân biệt đuổi theo nó thì nó đâu có quấy rối mình được. Đó, đây mới ví dụ: trong sắc chẳng sợ sư tử rống, giống như người gỗ xem chim vẽ. Đó, còn trong sắc dầu có sư tử rống nó cũng không sợ. Tại sao? Vì nó không có nghe, cũng như nó không có phân biệt, cho nên nó không có sợ sư tử. Giống như cái người gỗ mà xem chim vẽ, thì hai cái đó có cái gì ngại nhau không? Người gỗ và chim vẽ, người gỗ đứng nhìn, chim vẽ nó có sợ, nó có nhúc nhích muốn bay không? Đó. Như vậy thì cả hai, người gỗ bản thể tự vô tình, chim vẽ gặp người cũng chẳng kinh. Nếu mà người gỗ là dụ cho người vô tâm, chim vẽ cũng dụ cho cái người vô tâm,
cái cảnh vô tâm, cảnh và người đều không có cái tâm giấy động, thì tâm cảnh như như chỉ thế ấy, nào sợ bồ đề đạo chẳng thành. Ai mà đối cảnh tâm không giấy phân biệt, không đuổi theo, thì tâm và cảnh như như, mà tâm cảnh như như thì đạo bồ đề ở trước mắt chúng đâu hết. Như vậy thì tìm đạo bồ đề ở đâu? Phải ở Ấn Độ không? Như vậy thì đạo bồ đề sẵn ở trước mắt chúng ta, khi nào tâm cảnh chúng ta như như. Ông chủ là mình, làm sao mình nhớ? Nghĩa là chúng ta mắt thấy sắc, biết mình có tánh thấy, tai nghe tiếng, biết mình có tánh nghe, mũi ngửi mùi, biết mình có tánh ngửi, vân vân. Cái gì chạm đến đều biết có mình. Ông chủ đang tiếp xúc với sáu trần ấy, hằng nhớ ông chủ như vậy thì đâu có chạy theo sáu trần. Ở đây tôi dùng chữ nhớ, bởi vì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, thì mình nói ông chủ chứ thật là có tánh thấy, có tánh nghe. Nếu không có tánh thấy, tánh nghe, làm sao thấy, làm sao nghe? Có tánh thấy, có tánh nghe mà không có giấy thêm cái suy nghĩ phân biệt ngoại trần, thì như vậy đó là sống với ông chủ. À, ông chủ đang ở đó. Mà khi hồi nãy tôi nói sáu đường hào quang đó, hằng nhớ ông chủ như vậy thì đâu có chạy theo sáu trần. Ông chủ khi tiếp xúc với sáu trần tuy thường biết mà không có vọng phân biệt. À, biết thì thường biết mà không có cái vọng phân biệt. Cho nên nói dụ như cái gương chiếu vật, cái gương nó soi xuống, người vật nó hiện trong gương, người nào hiện ra người ấy, mà cái gương có phân biệt không? Tuy gương không biệt mà nó có làm lộn xộn không? Không phân biệt mà đâu ra đấy, người ra người, vật ra vật, vàng ra vàng, trắng ra trắng, phải không? Đâu ra đó. Cho nên nói rằng nó không có phân biệt, nghĩa là hằng thấy, hằng biết mà không có cái giới diện phân biệt. Như vậy thì thường biết rõ ràng mà lặng lẽ nên gọi là như. Thường biết mà lặng lẽ cho nên gọi là như. Thường nhớ ông chủ gọi là niệm chân như. Thường nhớ cái biết mà không giấy động đó thì gọi đó là niệm chân như. Hoặc nói nhất niệm vạn niên, hoặc nói bất ly đương niệm. Nói một niệm vạn niên là sao? Là cái hằng hữu đó, nó không có giấy niệm, không có đổi thay. Thì như vậy chỉ cái đó muôn năm không đổi dời, cho nên nhất niệm mà vạn niên. Rồi bất ly đương xứ đương niệm, tức là chính cái hiện thấy hiện nghe đó, chứ không có ở cái gì xa lạ hết. Cho chỉ một niệm hiện tiền mà không rơi vào phân biệt. Xong chúng ta dễ lầm chữ niệm. Ở trên nói niệm khởi hay vọng niệm, chữ niệm này là tâm vọng động vừa dấy lên. Ở đây nói niệm chân như, chữ niệm này là nhớ, hằng nhớ sống với tâm chân như, gọi là niệm chân như hay nhớ ông chủ. À, bởi vì chữ niệm, chữ Hán thì có hai nghĩa. Niệm là giấy khởi, khởi nghĩ tức là niệm. Còn chữ niệm là nhớ. À, như vậy thì ở đây nhớ, nhớ sống với cái thường hằng của mình, gọi là nhớ ông chủ. Hay là niệm ông chủ, niệm chân như. Cũng đồng một chữ niệm mà nghĩa dùng khác nhau. Một hình ảnh linh động nhất về lối tu này như thiền sư Suy Nhan mỗi ngày thường ngồi trên tảng đá, lâu lâu tự gọi ông chủ, tự đáp dạ, tự nhắc tỉnh tỉnh chứ để lừa lừa. À, thì ông thầy này
ổng ngồi thiền ở trên một bạch tảng đá. Mà khi ngồi mà lâu lâu lại ông chú, rồi mình gọi cái chúng mình dạ, rồi đáp là dạ, rồi mình nhắc tỉnh tỉnh chứ để người lừa, ai lừa mình, ngồi có mình ai tới là lừa. Có mấy chú vọng tưởng thôi, phải không? Cho nên ngồi tỉnh không có bị vọng tưởng lừa. Chứ tầm ngồi mà lâu lâu liêm diêm người gục đó thì không phải tỉnh rồi, phải không? Phải tỉnh tỉnh chứ để người lừa, tỉnh mà không có động, nếu người lừa là động. Cho nên tỉnh tỉnh, lặng lặng phải là chỗ đó đó. Như vậy để hiểu rõ ràng cái người tu khéo dùng phương tiện này hoặc phương tiện nọ để rồi mình tự đánh thức mình, không có rơi vào hôn trầm hoặc loạn tưởng, thì đó là cái khéo của người tu. Vừa quên ông chủ là bị trần cảnh bên ngoài và pháp trần bên trong lôi đi, tức bị người lừa. Phải hành tỉnh, hành giác mới khỏi bị người lừa. Hành sống ông chủ đến khi thuần thục rồi, đạo bồ đề hiện tiền, còn gì lo ngại. Nà, bởi vì chúng ta cứ ngỡ đạo bồ đề tức là đạo giác ngộ. Đạo giác ngộ ở đâu, nơi nào, chứ không ngờ rằng cái đạo giác ngộ nó ở chính nơi mình. Nếu mình không bị nội tâm, ngoại cảnh nó lừa, nó dẫn, thì tâm cảnh đều hằng tỉnh, hằng giác mà bất động, thì đó là đạo bồ đề hiện tiền. Như vậy thì đạo bồ đề khỏi tìm kiếm ở đâu hết, mà ngay nơi mình. Lại nữa, đối cảm tâm không chạy theo cảm, niệm dấy lên không theo niệm, hằng liễu tri mà lặng lẽ là sống với ông chủ. À, giả như chúng ta đứng trước cái cảnh náo nhiệt của cái chợ nhóm đông người náo nhiệt vậy, mà chúng ta nhìn họ kẻ qua người lại mà không có một cái niệm nào nghĩ về người này, nghĩ về việc kia, vân vân, tâm vẫn thản nhiên nhìn thấy người xôn xao ồn ào mà mình không có niệm nghĩ gì về những cái đó hết, thì lúc đó mình động hay mình tỉnh? Động hay tỉnh? Như vậy thấy mình đi rần rần lụa lộ đó, sao mình tỉnh được? Bởi vì lâu nay đã kiếm á, mình ngồi thiền mà ra dưới chợ ngồi thì làm sao yên được, phải không? Ai bảo mình ra dưới chợ mà ngồi kéo chiếc già thôi. Ra dưới chợ mình thấy tất cả người, thấy tất cả cảnh mà không bị người, không bị cảnh lôi dẫn mình, thì đó là mình đang thiền. Thiền mà không có ngồi, thiền mà vẫn tự tại như bao nhiêu người. Như vậy mình tu giữa thiên hạ, mà thiên hạ có biết mình tu không? Nếu có biết chăng là biết mình hơi khờ. Người ta nói gì nói mình cũng không thèm nghe, không thèm để ý. Người ta nói mình khờ thôi, chứ không ngờ chính lúc đó là lúc mình đang tu. Để vậy nên cái người khéo tu rồi ở đâu cũng là cái chỗ tu hết, chứ không phải là chỉ nơi này tu được mà nơi kia tu không được. Lại nữa, đối cảnh tâm không chạy theo cảnh, niệm giấy lên không theo niệm, hằng liễu tri mà lặng lẽ là sống với ông chủ. Ông chủ là cái hằng liễu tri nơi toàn thân, không bị cảnh dẫn, thì ông chủ ngồi sờ sờ trong nhà, khỏi cần kiếm tìm, tưởng nhớ chi cả. Sống được như vậy thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền, nên nói hái củi, lặt rau, thổi cơm, gánh nước đều là thiền. Như vậy thì những cái câu nói này nếu chúng ta không khéo học, khéo hiểu thì không tin nổi.
Tại sao mà má đi hái củi, đi lặt rau, hỏi con, gánh nước đều là thiện? Quý vị nhớ dùng cái bà già bán quán. Khi quý thiền sư đi lên Ngũ Đại Sơn, đi ngang đó thấy có quán, ngồi lại vào quán uống trà. Khi vào quán rồi thì bà già thấy quý thượng tọa bộ trang nghiêm quá, hỏi quý thầy đến đây làm gì, nơi uống trà. Nói quý thầy trình thành thông đi, rồi tôi rót trà cho uống. Rồi mấy ông thầy ngó nhà ông rất làm sao trình thành thông. Rồi bà biết mấy thầy trình được, cái bà chăm trà sẵn rồi ra. Nói bây giờ quý thầy coi tôi trình thành thông nghe. Nói rồi cái bà để chung ra, cái bà rót từng chung ra. Trình thành thông rồi đó. Quý vị có thành thông đó không? Thành đó thành thông, ai cũng sẵn ở trên. Mà rồi không ai dám trình. Cứ đi tìm kiếm cái thành thông nào xa lạ, ở đâu đâu á. Chứ chính mình đã có thành thông rồi. Như vậy thì hái củi lặt rau gì cũng có thành thông trong đó hết. Phải không? Nấu cơm, nấu nước thì cũng có thành thông. Chứ rồi có nhiều tăng ni than rằng bữa nay bận quá tu không được, hoặc là làm công tác này hoặc làm công tác kia bận tu không được, phải vậy không? Bận tu không được hay là không chịu tu? Nói sao? Nếu chịu tu thì làm gì cũng tu được hết, còn không chịu tu thì làm gì cũng không tu được. Nếu mà nói là làm công tác này nọ bận tu không được thì cho lại ngồi thiền có tu được chưa? Thì ngồi để cũng chạy tứ tung thì cũng tu không được luôn, thì giờ nào tu được? Làm tu không được, ngồi tu không được, thì giờ đi đâu tu được đây? Cho nên phải biết ngay trong cái cảnh động, trong việc làm mà mình khéo tu thì rồi đâu cũng là chỗ tu hết. Không có cái than thở, không có phiền trách, và không khéo thì ở đâu mình cũng không hài lòng hết. Ở xứ này khó tu, chạy xứ khác cũng khó tu luôn, rồi chạy biết thì chạy tới già xứ mộ có tu được chưa nữa. Đó là cái không biết tu. Cho nên cái người biết tu rồi thì cảnh nào cũng là cảnh tu được, chứ không có chỗ nào mà không tu được. Tóm lại, hai phần đốn ngộ điểm tu trên, tuy nói tu mà không có tu, vì lẽ tu là sửa sang bồi bổ tánh giá tướng mạo, không tướng mạo làm sao sửa sang? Hơn nữa tánh giá chẳng sanh chẳng diệt, nếu còn có tu là còn tạo tác, tức là còn sanh diệt. Đã không tu thì làm gì có chứng? Khi người tu hoàn toàn sống được với tâm thể như gọi là chứng đạo hay thành đạo. Xong sự thật, có tiếng cái gì, có thành cái gì. À, ở đây nói cho quý vị hiểu, chính ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, mà bài kinh sau đó, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng đó. Khi xưa mình đọc không hiểu cái gì hết, tu vô tu tu, tu mà không có cái tu, chứng vô chứng chứng, chứng mà không có cái chứng, sao kỳ lạ vậy? Tu mà không tu là tu làm sao? Đó, thì không có gì lạ. Chúng ta hằng sống được với cái chân thật của mình, không để vọng tưởng quấy nhiễu, không để ngoại cảnh lôi cuốn, thì gọi đó là tu, phải không? Gọi đó là tu. Nhưng mà chữ tu là sửa, thì khi đó mình sửa cái gì? Cái sửa gì không? Nghĩa là cái tâm thể nó là như là bất động, thì chỉ ngừa đó, không cho vọng tưởng, không cho ngoại cảnh lôi cuốn nó thôi, chứ không có làm gì cho nó hết. Cho nên ngừa đó gọi là tu, nhưng mà sự thực không có tu. Vì tu là sửa thì tánh giác nguyên vẹn, sửa cái gì? Nó, như vậy tu mà vô tu rồi chứng, nó chứng cái gì? Nó chứng Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh, thì không còn sanh tử.
thì chính cái chỗ tâm thể không giấy động, không sanh diệt, thì tâm thể đó là niết bàn. Thì có chứng không? Nếu mình không bị vọng tưởng, không bị ngoại cảnh lôi cuốn dẫn dắt thì mình đang sống như niết bàn. Sống niết bàn thì gọi là chứng niết bàn. Như vậy thì niết bàn cũng không phải chứng, vì nó đã sẵn. Thì không sanh vô diệt là niết bàn. Như vậy thì chính chúng ta ngừa đón vọng tưởng, chúng ta không chạy theo ngoại trần, đó tạm gọi là tu. Nhưng mà sự thật không có cái để mà sửa, vì tánh giác sẵn có, nhờ ngừa đón những cái kia nên tánh giác nó xuất hiện. Đó. Cũng như là một cái mặt trăng đang sáng, ngừa không cho mây nó che thì mặt trăng nó sáng nguyên vẹn, không có làm gì cho mặt trăng mà chỉ đừng để mây che thôi. Đó là cái lẽ thật. Thì như vậy khi chúng ta sống được cái tánh giác đó thì tánh giác là không sanh diệt, cho nên gọi là chứng niết bàn. Nhưng cái chứng gì đâu thì nó đã sẵn đó rồi, muôn đời không sinh không diệt. Như vậy thì người ta thường gọi là chứng niết bàn, là giải thoát sinh tử. Thì cái đó nó ở đâu? Niết bàn cũng ở đó, mà giải thoát sinh tử cũng ở đó. Bởi vì còn niệm đuổi theo ngoại cảm thì tạo nghiệp, thì luân hồi sinh tử. Thì ngay cái chân thật không niệm khởi, không đuổi theo ngoại trần, thì cái đó đâu có sanh diệt, thì làm gì còn sanh tử. Cho nên đó là không sanh tử, và không sanh tử là giải thoát. Như vậy đủ nghĩa vô sanh niết bàn, đủ nghĩa giải thoát sinh tử từ ngay cái chỗ đó, chứ không xa xôi gì hết. Như vậy thì mình đã có sẵn cái nhân đó rồi, chỉ cần phải khéo đừng để cho cái vọng tưởng nó quấy rầy, nó lôi dẫn, thì tự chúng ta đã có cái nhân thoát ly sinh tử, có cái nhân niết bàn sẵn rồi, chứ không phải mới được. Cho nên ở đây nói là tâm thể như như gọi là chứng đạo hay thành đạo. Xong sự thật có chứng cái gì, có thành cái gì, phải không? Có cái gì để chứng, có cái gì đã để thành, thì có cái chuyển từ cái này qua cái kia. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Chỉ là dừng được cái mê thì giác, dừng được cái sanh tử thì niết bàn, chỉ thôi. Chẳng qua sống viên mãn với tâm thể của mình thôi. Tuy nhiên như thế, nói không tu mà tu, vì khéo biết buông xả vọng niệm, hành giác tỉnh luôn nên gọi là tu. Hoặc thường nhớ ông chủ của mình, không giây phút nào để vọng tâm ngoại cảnh lừa gạt lôi đi, gọi là tu. Nói không chính mà chính, vì tánh giác đã sẵn có nơi chúng ta mà cả muôn đời bỏ quên mất, nên nhận ra và sống trọn toàn vẹn với nó, gọi là chứng. Ví như chúng ta có hòn ngọc quý chôn cách nơi nào quên mất, bỗng có người chỉ sực nhớ lại, đào xới lên lấy được hòn ngọc cầm trong tay, gọi là được. Đấy, sự tu chứng cũng của tinh thần thiền tâm là như thế. Được, có phải được cái gì? Tức là cái cũ của mình tìm lại được thôi, chứ không có ở đâu mới mà gọi là được. Bởi nó chỉ là phương tiện tạm thời. Nói có tu cũng được, nói không tu cũng được, nói có chính, không chính cũng phải. Bởi nó chỉ là phương tiện tạm thời, không có thật pháp để tu để chính. Ví như các pháp môn khác như tịnh độ thì dùng câu niệm Phật làm pháp tu, mặc tâm thì dùng câu thần chú làm pháp tu, thiền tiểu thừa thì dùng đề mục làm pháp tu. Chỉ riêng thiền tâm không mượn một pháp nào cả, khéo biết buông xả vọng niệm, hành tỉnh giác không quên là đủ.
đây là đi đường chim, đó là diệu đạo, thẳng tắc, không nương phương tiện, nên nói chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Đó, đó là cái lời nói kết thúc của cái phần trước. Phần trước để cho chúng ta thấy rõ đốn ngộ tiệm tu nó là như vậy. Bây giờ tiệm tu đốn ngộ, trước là đốn ngộ tiệm tu, tới đây là tiệm tu mà đốn ngộ. Tiệm là từ từ, tu từ từ, ngộ là liền, chấm ngộ. Mình tu thì tu chậm rãi, từ từ, khi ngộ thì rất là nhanh, rất là chấm. Đúng tinh thần thiền tông, phải trước kiến tánh sau mới khởi tu. Xong với người tha thiết tu hành mà chưa kiến tánh thì sao? Chứ tỏ sau này vì thương người có chí tu mà chưa kiến tánh nên lập ra những phương tiện sau. Tạ thiền kháng công án hay phải đầu. Đây là lối tu cho các thiền sư dòng lâm đế đời Tống lập ra. Kháng công án hay kháng phải đầu, lối dụng công cũng như nhau, chỉ khác ở chỗ ở điểm công án là một câu của người xưa để lại. Phải đầu tùy theo thời biến chế. Phương pháp này, phương pháp tu này gọi là lấy độc trừ độc. Phương pháp tu thiền công án hay là phải đầu là lấy độc trừ độc. Còn phương pháp niệm Phật là gì? Đạp gai lấy gai mà lỡ nhớ lễ gai lấy gai lễ gai. Đoạn này lấy độc trừ độc. Tại sao vậy? Quý vị biết mấy cái từ đó thì mới hiểu cái ý nghĩa tu. Bởi vì trong sáu cái căn bản phiền não đó, sáu cái căn bản phiền não thì cái phiền não cuối là gì? Nghi, phải không? Nghi nghĩa là tham sân si mạn nghi ác kiến. Như vậy thì đây là sáu cái căn bản phiền não. Bây giờ tu thiền phải đầu là đa nghi ra một, lấy cái nghi làm cái căn bản tu, không phải lấy cái độc thì độc sao, phải không? Đó, bởi vì nó thế này, nếu mà thường thì cái nghi là cái nguy hiểm, nhưng đây lợi dụng cái nghi. Tại sao lợi dụng nó? Bởi vì quý vị thấy thì chúng ta bình thường nếu có một cái vật quý cách mà quên, quên để chỗ nào, bây giờ cần lấy nó, thì lúc đó tâm tư của quý vị sao? Không biết nó ở chỗ nào, phải không? Cái đó là chỗ nào, cứ đặt câu hỏi nó ở chỗ nào à, tìm đằng này đằng kia, lúc đó có nghĩ gì không? Mặc nhớ cái món của quý nó ở chỗ nào à, cho nên không nghĩ cái gì hết, cứ dồn tâm vào cái đó. Cho nên lỡ họ được chỗ này, ở chỗ này, nhớ chỗ này, cái mình với lên thấy được, tức là nhớ là thành cái chữ của người đó là quan trọng. Có nghi mới có thấy không? Không có nghi thì không có bởi vì đang tìm mà không ra. Mà bây giờ nhớ đã biết là cái là cái lượng ra cái hết nghi. Hết nghi thì nó ngộ. Như vậy cho nên nó đa nghi là đa ngộ. Đó là cái ý nghĩa của thiền công án ở đầu. Cho nên gọi là lấy độc trừ độc. Còn niệm Phật gọi là lấy gai lễ gai. Lấy gai lễ gai thì sao? Bởi vì biết niệm, niệm khởi dù niệm cái gì đi nữa cũng là động, phải không? Cho nên trong nhà thiền thường nói mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt sao?
sao vẫn sớm mà có ai đó nói là vàng ngọc quý đó, người ta lại chở thợ bạc làm màn vua cho nó đồn quý được cho tôi xin lưu về bỏ trong con mắt tôi cho nó tốt được không? Như vậy thì tuy nó quý mà bỏ đi con mắt thì chịu không nổi. Cũng như vậy, cái câu niệm Phật đó là quý, nhưng mà giấy niệm lên là đã mất cái thật rồi đó. Cho nên nó mạng vàng tuy quý mà rơi vào con mắt nó đã trở ngại. Như vậy một niệm mà giấy lên nó là mất cái thật. Nhưng mà giờ tại sao mới dùng câu niệm Phật? Bởi vì nhiều cái nghĩ lăng xăng quá, bây giờ mượn cái nghĩ này để diệt cái nghĩ kia đó. Thì mượn một cái nghĩ nhớ Phật, niệm Phật mà dừng tất cả cái niệm khác, đuổi cái niệm khác, thì cái niệm Phật như là cái gai. Mà bây giờ để lễ bỏ cái gai kia, phải không? Gai kia nó nhiều, nó sốt, đạp cho tâm thịt nó sốt, giờ lấy cái gai này lễ. Như vậy thì đạp gai lấy gai mà lễ, thì nhiều niệm lấy một niệm để trừ. Mà niệm tới chừng nào? Niệm tới cái chỗ vô niệm thì trở về nhất tâm, phải không? Còn nếu còn niệm thì chưa phải nhất tâm. Mà chưa phải nhất tâm thì nếu sanh thì được về quả Phật thôi, vãng sanh chứ phải chưa phải vô sanh. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới biết cái phương tiện của người tu. Như vậy thì chúng ta biết rõ niệm Phật là dùng cái phương tiện để lấy niệm để diệt niệm, cho nên gọi là đạp gai lấy gai mà lễ. Còn kháng hại đầu là dùng đập cái trì đập. Đập là cái nghi của sáu cái căn bản phiền não, mà cái đập cái nghi đó cho nó phát triển để nó quên hết tất cả, rồi tới cái lúc nào nó vỡ cái nghi đó thì mới được kết quả. Như vậy thì cái phương tiện của công án, của phải đầu, đó là cái phương tiện của người đời tánh. Người ta thấy chư tăng cũng như Phật tử cuối đời đường thì họ hiểu thiền quá nhiều. Họ nói thiền ở đầu đường xó chợ cũng nghe họ nói thiền ở trên, mà không chịu tu. Nói lý trên trời hôm nay hay lắm mà không chịu tu. Cho nên qua đời tánh các nhà nói bây giờ như vậy là không ổn, cho nên cho nó câu thầy đầu, bị chết sống câu thầy đầu. Mà một câu thầy đầu mà chết sống với nó, gọi đó là gì? Là trộn công phu, công phu ngu, chứ không có cho thông minh nữa. Thông minh lý luận hoài không tu, cho nên giờ các nhà bắt mình ngu đi, chỉ nhớ câu đó hoài, không có học cái gì, không tính gì hết. Câu đó dồn riết, tới chừng nào nó tới cái chỗ bật hết niệm, chỉ còn câu thầy đầu. Rồi câu thầy đầu đó một thành khối nghi, cái ngu tan ra khối nghi, thì cái đó mới là đi tới cái chỗ ngộ đạo. Thì cũng như kia niệm Phật rồi đấy, vô niệm, bữa nay nghi tới tan nghi, thì nó cũng gặp theo chó như gì. Đó, thì như vậy là cái đường lối tu nó rõ ràng, không có gì nghi ngờ hết. Vì vậy cho nên, vì có một nghi vấn đặt trong đầu thì mọi vọng tưởng đều lặng hết. Cho nên người kháng công án hay thại đầu phải tin tưởng tuyệt đối vị thầy mình đến họ giáo. Ông dạy một câu như trước khi cha mẹ chưa sanh mình là gì, vân vân, liền phải sống chết với câu ấy cho đến ngày ngộ đạo mới thôi. Khi kháng thại đầu nên đề khởi câu thại đầu lên sau chữ gì có một sức mạnh nghi kéo dài im lặng, khi sức nghi yếu dần liền đề khởi nữa. Cứ thế mãi câu nói đặt thành nghi vấn là phải, cái nghi kéo dài im lặng là đầu, hay nói khác hơn, trước khi chưa đặt nghi vấn là đầu, nghi vấn dấy lên là phải. Chủ yếu dùng cái nghi đập chết mọi vọng tưởng. Khi cái nghi đã thành khối, khỏi cần đề khởi mà lúc nào cũng nghi, gọi là nghi tình. Một khi cái nghi tan vỡ ra là ngộ đạo. Thế nên nói đa nghi đa ngộ.
xong tu khám hại đầu phải gan dạ chết sống được câu mình nhận nơi thầy, cho đến ngộ đạo không được học kinh sách hay lý luận gì cả. Tu khám phải đầu, khi tọa thiền khám phải đầu, lúc ra ngoài hoặc làm công tác cũng khám, cũng vẫn khám phải đầu, không độ thai pháp nào khác, đó là khám phải đầu. Bây giờ tới tu thiền viết vọng à. Thiền giả nên ứng dụng phần giác ngộ hạ ở trên để tu. Khi tọa thiền đúng pháp rồi, thiền giả để tâm vắng lặng, vừa có vọng tưởng dấy lên, biết vọng không theo. Nếu vọng tưởng quá mạnh, biết vọng mà vẫn còn lôi đi, thiền giả nên thấy vọng ấy vốn không, mới quả quyết rằng mày là không. Nếu là dùng chữ không mà trị chưa nổi, thiền giả phải vỡ mắt nó bảo, vì mày nên nhiều đời phải chịu luân hồi, giờ đây mày muốn xuống địa ngục hay sao? Đó là cái lối một đồng dùng roi để trị con trâu hổ nghịch. Hoặc hành giả phản quán lại xem cái vọng này từ đâu mà khởi, phân tìm nguồn gốc đến chỗ tột cùng, chúng liền mất tâm dạ, thế là an tâm. Đây là một cái lối tu biết vọng, đó là cái chủ trương ở đây. Như vậy thì quý vị thấy mỗi cái pháp tu, mỗi một đường lối đi nó có một cái cách khác nhau, nhưng mà chung quy đều nhắm được cái gì? Đập tan cái vọng tưởng, phải không? Sạch vọng tưởng, trở về cái chân thật của mình thôi. Nó không có cái gì lạ hết. Niệm Phật như vậy, phải đầu như vậy. Bây giờ mình biết vọng tưởng cũng vậy thôi. Bởi vì nó dấy lên thì nó làm cho rối loạn. Bây giờ mình đập phá nó, không cho nó dấy lên, cho nó tan nát đi, thì đó là cũng trở về cái thật. Nhưng mà hai cái kia thì có phương tiện, phải không? Rồi dùng phương tiện đọc trừ đọc, dùng phương tiện lấy gai, lễ gai. Còn đây thì dùng phương tiện gì? Biết không có phương tiện. Đó là một cái chỗ mà quý vị phải thấy để rồi khi mình nói cho ai nghe, mình nắm cho vững cái đường hướng của mình, chứ không thì quý vị sẽ lầm. Bởi đây không có dùng phương tiện, là nhìn lại mình bằng cái trí của mình, phải không? Thấy được vọng tưởng. Đó. Mà ở chỗ này tôi thấy Ngài Quản Trí Đời Lê nói hay, chăn trâu là chăn cái gì? Cái gì là trâu? Cái gì là chăn? Học người Quản Trí rồi đó, người nói cái gì là trâu, cái gì là chăn, chắc trả lời Quản Trí hết rồi. Học rồi trả lời hết rồi, chứa là gì? Trâu á, với cái nhìn của Ngài Quản Trí là năm căn, nghe không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó. Mà năm căn đó chứ thực ra không phải năm căn, mà năm cái thức, năm cái thức nó phát ra từ năm căn. Còn cái người chăn đó là ai? Là cái ý thức. Mà ý thức đó, ý thức tôi cho một cái ý thức có hai phần, một ý thức a dua và cái ý thức chánh trực. Phần ý thức nó có hai, phần mê và phần tỉnh. Phần mê là gọi là a dua, nghĩa là có mắt vừa thấy hình sắc, cái là cái thức nhãn thức nó phân biệt sắc đẹp sắc xấu gì đó, cái là cái ý thức dương theo, rồi thích hay không thích, đó. Khen chê, nếu thích thì khởi cái niệm mến, rồi nếu không thích thì khởi cái niệm ghét. À, như vậy thì chăn là chăn cái nhãn thức với cái ý thức a dua đó. Mà cái gì chăn? Tức là cái ý thức mà cái phần chánh trực của nó, mà tôi gọi là cái phần sáng suốt của nó. Ở chỗ khác thì gọi đó là cái phần dụng của trí.
Bởi vì cái ý thức mà mình tu, cái chuyển thức thành trí rồi thì gọi là gì trí? Diệu quan sát trí. À, thành ra mình vận dụng cái phần trí của nó, chứ không có vận dụng cái phần mê của nó. Phần mê nó là chạy theo, ai vô theo cái phần trí của nó thì canh chừng. Thì bây giờ quý vị thấy, nghe một cái gì thì quý vị đều có khởi cái niệm. Đấy, tỷ dụ nghe người ta nói cái gì trái ý, nghe ta nói mà trái với cái ý thức của mình á, cái mình nổi sân, phải không? Mà khi nổi sân rồi mình la, mình hét gì đó, thì qua cái cơn la hét rồi, cái ý thức ai vua theo cái tiếng đó, nó mất rồi, thì có cái ý thức chánh trực, người ta gọi là lương tâm. Nó này, mình tu mà tại sao mà la lối âm sầu kỳ vậy, quẩn. Thì như vậy cái cũng cái ý thức, phải không? Chê trách cũng là ý thức, rồi ai vua theo cũng ý thức. Như vậy trong ý thức nó có cái phần tỉnh và cái phần mê. Thành phần mê thì nó theo sáu trần hùa theo để mà giết, còn phần tỉnh thì nó răng, nó ngừa. Thành mình tu, mình lợi dụng cái phần tỉnh để mà tu. Cái phần tỉnh nó gọi là phần chăn, cái phần mê mà theo mấy cái kia đó là gọi là trâu. Như vậy thì chăn đuổi theo con trâu, con trâu tức là sáu căn dính nhiễm sáu trần. Nha. Còn cái chăn đuổi là cái ý thức mà phần trí á, phần dụng của cái diệu quan sát trí á, mình dùng nó để mà tu. Như vậy đó là thành chăn. Như vậy thì mình tu là chăn giữ cho sáu căn đừng dính nhiễm sáu trần. Như vậy thì ai chăn giữ? Cũng mình chăn giữ. Dính nhiễm của mình dính nhiễm, mà chăn giữ của mình chăn giữ, chứ không có người thứ hai, không có cái phương tiện nào hết, phải không? À, mình phải nhận định cho kỹ. Ví dụ như giờ có người thích hoa đẹp, vừa thấy hoa đẹp sợ nhiễm, tu tới tịnh độ thấy hoa đẹp sợ nhiễm, lúc đó phải làm sao? Niệm Phật, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thầm mình ta đừng có thích cái hoa, phải không? Thì như vậy có một cái gì để ngừa nó. Còn mình ở đây thì dùng cái gì? Con mắt vừa thấy cái hoa, khởi cái ý phân biệt nó đẹp, thì giờ sao? Thì phải vận dụng cái trí đó, phải không? Rây nó không được, cái này là tầm luân, không cho, phải không? Thì như vậy mình không có mượn một cái gì ở ngoài lắp vô hết, mà tự mình có một cái trí để mà chăn giữ, ngăn ngừa, chứ không phải có một cái gì. Thì hiểu vậy thì quý vị mới nói, người ta thường nói nó tu thiền khó. Khó tại sao? Là không mượn cái gì lắp cho nó hết á, mà tự mình nói đúng, gọi là trực nhiễm, nhìn thẳng, rày thẳng, ngăn đón, chứ không có mượn cái gì qua một cái thứ hai chứ mà. Đó. Như vậy thì tu thiền gần hay sao? Khó hay dễ? Mà thiệt phải có cái nào dễ đâu, phải không? Cái nào cũng tới chỗ cuối cùng đó. Nhưng mà một cái thì có một cái khác, mở cái khác lắp vô. Ví dụ bây giờ có người họ thấy cái gì mà họ thích quá, và họ không thấy nữa, mà lấy đồ che mắt, phải không? Che cho đừng thấy nữa, đừng thích. Nhưng mà có người họ thấy cái gì thích, vừa thích, cái họ không che con mắt mà nói không được, không cấm, không được nhìn, cấm không được đuổi theo, thì cũng không thấy, không nhìn. Thì như vậy hai cái nào quý vị thấy thực tế là cái bụng của mắt cho đừng thấy, lấy tật bụng mắt cho đừng thấy, cái rầy không cho nhìn, không cho thấy, cái nào thực tế là cái bụng mắt lúc nào mà quên bụng mắt nó thấy. Còn nó mình rầy nó sợ, nó sợ rồi nó không có thèm nhìn. Thì đó, nó hiểu cho rõ thì chúng ta mới không có lầm lẫn. Chứ nhiều người tu
cứ niệm Phật thì khen niệm Phật hay, tu thiền khen tu thiền hay, cái nào cũng cho mình cứu kích hết. Nhưng mà cứu kích ở chỗ nào mình phải biết, phương tiện là cái gì mình phải biết. Như vậy để không có lầm lẫn mà mới biết rằng tới chỗ tột cùng thì nó gặp nhau chứ cái gì hết. Nhưng mà trong phương tiện xử sự thì nó khác. Bên nay là đi thẳng trực diện, không có mượn cái gì để mà phụ trợ bên ngoài hết. Bên kia là mượn cái phụ trợ, vì mượn cái phụ trợ cho nên thấy như nó dễ. Đó, bây giờ thấy cái đó cái được lấy thằng vững mắt thì không thấy rồi, dễ quá. Còn này rầy không cho nó nhìn, cho mở mắt không cho nhìn thì cái đó khó hơn chút, phải không? Nhưng mà cái khó này mình răng nó được thì nó thành thói quen tốt. Còn nếu mà cứ mở cái tay che mắt hoài thì lúc nào quên che cái nó cũng nhiều cái tay che mà lúc mình cũng mở sẽ nên nhìn. Thì quý vị thấy niệm Phật thì niệm chứ chắc gì mà niệm liên tục đó, thân lòng niệm thì cũng nhớ chuyện này chuyện kia xẹt lại chứ đâu có phải hoàn toàn. Cho nên cái tu thực ra chúng ta hiểu thiệt kỹ thì thấy người nào tu theo Phật đúng rồi, dù pháp môn nào nó cũng gặp nhau được. Còn chỉ có tu sai á thì nó không gặp nhau thôi. Thế là tu đúng thì gặp nhau hết. Như vậy thì không ai chê ai, mà chỉ có cái sử dụng hoặc là phương tiện hoặc là không phương tiện. Vì vậy mà nói người tu thiền như kẻ đi qua cây cầu. Cây cầu gọi là đập mộc đó, một cây mương lớn mà có cái cầu cây bắc ngang, như ở quê có những cây dừa, cây kè hoặc là cây cao đó bắc ngang qua mà không có tay gượng, không tay gượng mà đi qua được cái bên này. Thế là còn có tay gượng mà đi được cái chỗ khác không tay gượng thì nhà. Thì cái tu thiền giống vậy đó, đi qua cái cầu độc mộc mà không tay gượng, cho nên người ta nó khó. Đó là chỗ đó. Mà mình tập đi được rồi thì chỗ nào đi cũng vững hết. Còn nếu có tay gượng, cây này có tay gượng lại chỗ kia không có tay gượng nên mình qua hết được. Hiểu vậy thì mới thấy cái đường lối tu đây gọi là trực diện, là nhìn thẳng chứ không có qua cái phương tiện. Còn thay đầu thì có phương tiện, niệm Phật thì có phương tiện, còn đây nhìn thẳng. Bây giờ đó người biết gì nhớ là có phải tổ Đạt Mai dạy tổ Huệ Cả là đi thẳng không hay là phương tiện? Tâm con không an nhờ hòa thượng giải pháp an tâm. Nếu có pháp an tâm thì tức là phương tiện, thấy không? Lần này tổ nói để an tâm là ta an chứ à? Nghe nói của nó lạ lùng, làm sao đem ra? Nhưng mà hãy cái tâm mình đã mất ra sao để tìm lại hồi nó mất tìm. Thì như vậy chỉ quay lại tìm nó mất, chứ không có một cái phương tiện. Trực diện nhìn cái không an đó, phải không? Trực diện nhìn thẳng cái không an đó rồi nó mất, thì như vậy đó, chứ không có một cái phương tiện. Thì tổ ở đây giải như vậy, thì bây giờ mình tu mình biết nó là vọng tưởng không thấy không được dễ thôi. Thì thay vì mình nhìn tìm cái không an thì mình nói nó là hư vọng, cái không an là hư dối. Thấy rõ vậy để không theo nó thì đó là biết vọng không theo. Biết vọng không theo là lối tu nhẹ nhàng thanh thản, song phải có chí lắm mới khỏi chết. Bởi vì vọng tưởng quá nhiều, không theo cái này cái khác lại nổi lên, cứ thế mãi khó tìm được phút giây yên tĩnh. Phải bền chí đừng nản, biết vọng mãi rồi vọng sẽ thưa dần. Không theo vọng tưởng là chúng ta phá được cái chấp ngã về tâm, đến khi vọng tưởng yếu thế sẽ có cơ kiến tánh giải ngộ. Ở chỗ này tôi nói hơi rộng một chút để cho quý vị thấy cái giá trị từng bước tu của mình. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật hỏi ngài A Nan tâm ở đâu,
Thì ngày anh ăn nói thông ở đâu? Trước nói tâm trong này, thì sau nói tâm ở ngoài, nói đủ thứ hết. Tới cái cuối cùng á, thì ngài nói cái gì? Nguyên văn chữ Hán là năng suy vi tâm, là cái mà hay suy nghĩ là tâm. Tức là cái thứ bảy, ngài nói cái hay suy nghĩ là tâm con. Phật quở nặng, cái đó không phải của người, không phải là tâm người. Ngài cũng quả ốc, như vậy cái gì là tâm con không tâm sao? Như vậy thì qua cái câu chuyện đó, sau Phật giải thích rồi, ngài mới dùng một cái hình ảnh ví dụ. Ví dụ là Diễm Nhã Đạt Đa nói chàng cho nó nghe ra người trước. Thì chàng Diễm Nhã Đạt Đa, một sáng hay là cô cũng được nghe. Một sáng thế rồi lại trước cái mặt gương soi soi mặt của mình, soi mặt mình cái thấy đầu thấy mặt ở trong gương dễ coi chịu lắm. Úp cái gương xuống, đầu mặt mất tiêu, cái ôm đầu chảy ra, tôi mất đầu rồi chạy cùng sống cùng làm. Thì quý vị nghĩ cái anh chàng hay là cái cô như Nhã Đạt Đa nó có điên không? Mà tại sao điên? Cái trọng tâm mình phải thấy cái vụ hóa hay đi, vì nhận cái bóng làm thiệt mình, phải không? Cho nên rồi mất cái bóng, ôm đầu chạy là mất đầu. Như vậy thì ôm đầu chạy là mất đầu, không phải điên là gì? Thì Phật nói cũng vậy, ông nhận cái hay suy nghĩ là tâm ông đó, mà khi tâm nó lặng thì ông là mất ông rồi. Thì giống như chàng Diễm Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy là mất đầu. Như vậy thì cái lối tu biến vọng này, quý vị thấy có nhiều người cứ than biến vọng mấy năm rồi mà cũng còn cả bài. Ngồi xuống thì tóc này tóc nọ, đâu đâu cũng kéo tới. Như vậy thì tu chừng nào hết vọng, không hết vọng thì không có công phu. Như vậy có lợi ích gì? Ngồi thấy vọng hoài chán đó, phải không? Có nhiều người đâm ra chán nản từ cái chỗ đó. Nhưng mà sự thật, chỉ cần biết vọng mà quý vị tiến bộ khá nhiều. Như Diễn Nhà Đạt Đa chỉ cần biết cái đầu mặt ở trong gương là bóng thì anh có điên không? Hết điên rồi, phải không? Còn anh nói nó là thiệt mà anh điên. Còn mình bây giờ cũng vậy, biết hồi lâu nay mình chấp cái vọng tưởng là tâm mình thiệt, cho nên mình mê. Bây giờ nó dưới đây mình biết nó là hư vọng là dối, biết nó là vọng là dối, lên hoài biết hoài, lúc đó mình đưa mê đưa tỉnh. Khi mình đã tỉnh rồi thì như vậy, tuy rằng chưa lặng mà mình đã tỉnh, phải không? Chứ đâu phải lúc đó mình đang mê. Cho nên tôi thấy rất là hay là lục tổ là nói niệm khởi thức giác, giác thức bồ đề, phải không? Như vậy thì niệm khởi lên thì mình biết nó là giọng, mình giác, giác là biết nó giọng, là giác cái gì? Biết nó giọng là đang giác. Quý vị nhớ, giọng tưởng dấy lên, mình biết nó là vọng là mình đang giác, còn vọng tưởng dấy lên mà chạy theo nó đó là đang mê. Như vậy thì giọng tưởng dấy lên, mình giác, mình biết nó giọng tưởng không theo nó là mình đang giác. Mình giác thì như vậy, một chướng vọng là một cái giác, hai chướng vọng là hai cái giác, 1.000 chướng vọng là 1.000 cái giác. Như vậy một chướng vọng là một chúng sanh, 1.000 lần giác 1.000 Phật. Có thua không? Có thiệt thòi gì đâu, mình đang làm Phật mà. Như vậy vọng dấy lên là giác, chứ đừng cứ sợ nó hết. Nhiều khi sợ nó không hết, chỉ nghĩa là chỉ sợ mình theo nó, mình mê theo nó, chứ đừng sợ nó có vọng. Bởi vì nó có thì mình giác nó cái gì, phải không? Có mê liền có giác, liền có gì thua thiệt. Như vậy thì trong cái khi đang giác rồi
mê rồi giác liên tục đó, là lúc đó mình đang làm gì? Đang ra trận chiến đấu đó, phải không? Cái mê, cái giác hai đứa giành nhau nè. Nếu mà thằng nào dấy lên, mê là dấy lên, mình đều giác hết, tức là mình đuổi hết, mình đều được chặt đầu nó hết rồi, phải không? Mình biết nó rộng, nó mất, tức là mình tiêu diệt nó. Thì 1000 đứa giặt đều tiêu diệt hết. Thì như vậy, rốt một buổi ngồi thiền, 1000 lần giác, 1000 lần nghe là 1000 lần giác, 1000 lần giác là 1000 lần mình thắng trận, phải không? Thì như vậy mình là chiến thắng là thua. Thì xả thiền nếu ở bữa nay mình nghĩ là 10 lần mà mình được biết hết, như vậy mình thắng trận chứ, vui vẻ chứ, có đâu mà buồn, mình nói sao thấy nó hoài, chứ ngồi có yên phong phát thì đâu được, vì nó đã sẵn, đã bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời rồi. Thì bây giờ đây thì mình thấy thắng đó, đang chiến đấu với nó, mà chiến đấu thắng hay bại, nếu nó dấy lên mà đi theo nó là bại, thấy không? Còn nó dấy lên mình biết nó là hư dối chỉ mặt nó, nó lặng thì đó mình thắng. Như vậy thì có giặc là mình đã thắng giặc, thắng giặc là mình anh hùng rồi, sao không tự hào mà lại còn than bữa nay tôi giận nhiều quá, phải không? Như vậy than là thắng. Quý vị là bại trận hay thắng trận? Thắng trận để đấu thôi, dễ có gì đâu mà buồn. Vậy mà chúng ta đâu với nhiều người không biết, cái sợ sao mà có người thì mấy năm nay mà cũng còn thấy giận hoài, phải không? Thì chiến sĩ mà cứ đánh hoài thì nào mất thua, không còn một tên thì thôi, thì đó tạm thắng. Còn nhiều tên mình còn đứng chiến đấu, mà mỗi một cái giờ mình ngồi thiền, tất cả cái giọng mà lên mình đều thấy, đều biết nó, không theo nó hết, thì mình toàn thắng rồi đó, thắng cho nó thua chút nào. Chỉ có cái những cái mà nó dễ lên đi dẫn đi đâu thì 2 phút, 3 phút rồi mới nhớ đó, thì đó là thua đó, đó là đầu hàng giặc đó. Như vậy thì quý vị kiểm lại thấy sự tu của mình, nó cụ thể, nó đang ở trong cái hiện tượng tỉnh giác làm chủ, mình điều phục hoàn toàn. Như vậy thì cái tu này là đem cái công lực của mình mà hàng phục, chứ không có mượn cái sức nào mà đó hiểu như vậy mới thấy cái giá trị và mới thấy cái công năng tu của mình. Chứ không hiểu vậy thì không biết tại sao ngồi thấy giận hoài chán quá. Thôi nghe nhiều người nói vậy, thấy giận hoài chán quá, muốn không thấy nó, mà chiến sĩ thì sợ giận. Chiến sĩ thì thấy giặc thì phải nhào vô, ai thì thấy giặc sợ. Như vậy thì hiểu cho tường tận rồi, thì quý vị thấy trên đường tu của mình hăng hái chứ không có bao giờ chán. Chỉ có cái gì mà mình không biết, không hiểu thì mới chán, còn biết rõ ràng có gì đâu mà chán. Đó là cái ý nghĩa, chỉ cần biết vọng đó là mình đã hết đi, phải không? Thì giờ biết nó là vọng, cũng như tôi lặp lại, cũng như những nhà đặt ra biết hình ảnh trong gương là bóng không phải đầu thiệt thì anh hết chuyện. Mình biết vọng tưởng là dối không phải thiệt tâm mình thì cũng hết điên. Mà hết điên là mình đang giác, phải không? Điên là mê, hết điên là giác. Như vậy mình đang giác chứ có thiệt thòi gì mà sợ. Đó là cái ý nghĩa nó rõ ràng, nói lên cho tất cả nhớ. Như vậy cho nên người tu phải khéo một chút, đừng sợ. Ngoài giờ tỏ thiền ra, thiền giả thường quán chiếu thân tứ đại này do duyên hợp như giả, không thật, bất cứ đòi hỏi cố chấp gì về thân đều quả chấp, thân đã giả, còn muốn cái gì, cầu cái gì. Cái điều này là cái điều quý vị thấy chúng ta tu hàng phục được hai cái giả, cái giả tâm tức là vọng tưởng và cái giả thân. Vọng tưởng mà mình biết nó là giả vọng cho nên nó không có dẫn mình đi đâu tạo nghiệp. Rồi thân này biết nó tứ đại giả hộ, không
không thiệt cũng là giả nữa, thì mình làm chủ hoàn toàn, không vì thân nhu cầu đòi hỏi của nó mà mình tạo nghiệp, thì đó cũng là thắng được nghiệp của thân và của tâm. Những suy tư, nghĩ tưởng dấy lên cũng biết giả không theo. Nếu có làm việc thì chỉ biết việc ấy, không cho vọng tưởng dẫn đi nơi khác. Lặng lẽ chăm chỉ trong việc làm, không để chú vọng bé mảng đến trong đầu. Cứ thế hàng tu trong việc làm, hàng tu lúc rảnh rỗi, hàng tu khi tọa thiền, không theo vọng tưởng là phá ngã chấp về tâm. Biết thân duyên hợp hư giả là phá ngã chấp về thân. Đây là bước giác ngộ vô ngã của người tu Phật theo tinh thần Bát Nhã. Lối tu thiền này càng xem kinh học đạo là càng sáng thêm, chứ không trở ngại. Nhờ kinh làm sáng cho thiền, do thiền làm tỏ rạng được kinh. Đó. Như vậy thì cái đường lối tu này, quý vị thấy mình tu càng sáng, rồi càng tu đọc kinh càng dễ hiểu, càng thâm nhập được, phải không? Chứ không có trở ngại. Còn nếu tu phải đầu thì không cho đọc kinh. Tại sao? Vì nó sao lãng không phải đầu đấy. Mà như vậy thành ra cái kia gọi là dùng lộn công phu, không cho học, không cho đọc kinh gì hết. Còn mình ở đây học tự do, đọc kinh tự do, vì càng đọc kinh thì càng sáng thêm, vì cái chủ trương của mình nó gần với lời Phật dạy trong kinh chứ nó không có xa. Cho nên ngày xưa ngày ở đời Minh, quên bất thành quên tên, ngài bảo rằng người muốn học thiền thì phải 3 năm, 5 năm học kinh học luật rồi mới được tu thiền. Không phải, phải quy sơn ngày gì nhớ Châu Hoàng, Châu Hoàng, ngày Châu Hoàng gì vậy đó. Người mình lấy làm lạ, tại sao muốn học thiền, muốn tu thiền phải học kinh luật 5 năm rồi mới được học. Nếu người xuất gia phải học 5 năm kinh luật rồi mới được học thiền. Như vậy thiền đó là thiền nào? Đó là thiền phải đầu. Bởi vì học rồi rồi chừng khác phải đầu thì đi trong phải đầu không, cái kia đã có giúp sẵn. Còn ngày nay ai vô bắt học phải đầu liền, không học kinh học luật rồi thành kinh luật không biết gì hết. Học phải đầu lúc cái đâm ra ngã mạng đủ thứ tùm lum lỗi đó là cái lỗi. Chứ còn nếu mình học thiền này thì không có vụ đó. Nên vừa học vừa tu vừa học luôn, hai cái đi nhẹ nhàng với nhau. Hiểu vậy thì mới thấy cái ý từ xưa khi mình dùng một cái từ, một câu nói đều là có ở một hoàn cảnh nào đó mà mình không biết. Rồi mình cứ nghĩ như vậy là ai tu thiền cũng phải học kinh học luật 5 năm rồi mới được học thiền. Nếu thiền này thì đâu có cần học gì 5 năm, vừa học vừa tu không có gì đâu. Đó. Rồi thêm cái nữa, như ở đây tôi nói rõ cho quý vị thấy, mình tu trong việc làm. Như khi bây giờ có gần hết ở trong chùa, có mấy cô với bếp lặt rau. Trong khi lặt rau nó làm sao? Chỉ biết lặt rau, vừa lặt rau vừa nói chuyện. Làm sao? Chỉ biết lặt rau, vậy mai nốt được bài nha. Thực tế chứ tôi không có chuyện mấy nói xuông. Lặt rau chỉ là lặt rau, ai cũng biết chăm chỉ lặt rau. Nếu chỉ lặt rau không thì chắc không có sâu. Phải không? Vì gì đâu có lãng nhớ chuyện khác. Thành ra chăm chỉ lặt rau là không có sâu. Mà không có sâu thì lặt rau tốt. Phải không? Lặt rau đó là tôi. Còn như mấy chú mà khi nào đôi ba người lại để nhổ cỏ, cứu đất rồi đó thì sao? Cứu đất chỉ là cứu đất hay là vừa cứu đất vừa kể chuyện đời xưa? Đây là tôi. Bây giờ phải hứa với tôi sao? Nếu tôi cứu đất chỉ là cứu đất, phải không?
Còn nếu vừa cứu đất thì nhìn nói chuyện đời xưa là không có tù. Phải không? Mà nếu mà vừa cứu đất, vừa nói chuyện thì cuốc trùng, cuốc đồ cũng không thấy nữa. Còn nếu mà mình nhìn cuốc đất mà chỉ biết cuốc đất, nhìn thẳng từng lát cuốc của mình thì có cái gì mình thấy liền. Phải không? Thì chắc không có chết trùng, chết chết. Như vậy thì mấy chú làm sao? Từ đây thì sao? Cuốc đất chỉ là cuốc đất hay vừa cuốc đất vừa nói chuyện đời xưa? Nói sao nói cho tôi nghe đó. Mà một cái tù, cái không biết tù nữa, giờ phối cái nào? Sao im ru vậy? Muốn sao nói không nghe đó. Để sao mình kiểm soát thì dễ chút. Đó là cái thực tế. Nhiều khi chúng ta cứ nói tu, nói lúc nào cũng tu, nói thì nói vậy mà rồi cốt đáp vừa cốt, cốt đáp vừa nói chuyện thôi, sống trên xuống dưới cũng nghe hết. Thì cái đó là chưa biết tu, phải không? Bây giờ từ đây thì sao phải vậy đó? Lặt rau thì chỉ lặt rau, cốt đáp thì chỉ cốt đáp. Rồi như vậy Phật tử đi làm, vô sở cũng vậy, vô sở làm những gì mình chăm vào cái đó. Thì đối với thời đại văn minh này, máy móc rất là nguy hiểm, rất là lẹ, nhanh. Mình chú tâm vào một việc làm không á, thì mình sáng nên một cái gì sơ xuất thôi mình đã biết liền. Còn nếu mình không chú tâm á, thì nó sơ xuất một cái thì có thể gây tai họa. Như vậy thì chúng ta làm gì chỉ biết việc làm đó thì có hai cái lợi: vừa công tác không biết mỏi mệt, vừa là tránh được tai nạn. Cũng vậy, cuốc đất mình chỉ biết cuốc đất lát này rồi tới lát kia tới lát nọ, đâu có tổng hơi. Còn vừa cuốc vừa nói chuyện mà tổng hơi quá rồi thành chút tôi thấy mệt nhài. Vừa cuốc mà vừa mắc nói chứ, phải không? Cứ như tôi giảng mà bắt tôi làm gì thêm tôi làm không nổi, phải không? Như vậy thì chúng ta chăm chỉ vào một việc thì cái việc đó nó thành công tốt đẹp mà lại dễ dàng trong sự tu. Như vậy đó là khéo tu. Chứ đừng có nghĩ chỉ bây giờ mà thiền mới tu, ngoài ra thì thôi tha hồ đùa cả giỡn hết với nhau thì cái đó là chưa khéo tu. Bây giờ xin hỏi một câu trả lời thật thà nha, quý vị ở đây khéo tu chưa? Mấy năm rồi còn chưa khéo tu. Bây giờ từ đây sao phải khéo tu, lúc nào cũng phải khéo tu, không có lôi thôi vậy nữa. Tu vậy mới thấy có kết quả, chứ còn tu mà lơ mơ thì không có kết quả đâu. Đó là nói cho đúng để cho chúng ta hiểu, đừng có lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta tu thiền này nó có cái lợi, lợi trong cái công tác, lợi trong cái học kinh, phải không? Mà không có gì trở ngại hết. Đó là cái đường lối nó thiết thực. Mà lối thiền này căn bản là từ tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy cho tổ người cả. Như vậy thì ai dám nói rằng tổ Bồ Đề Đạt Ma dạy tổ người cả đó bất sai? Sai được không? Thì từ cái gốc đó thì sao nó chế biến ra? Còn bây giờ mình ngay cái gốc đó nắm giữ cái đó là cái khăn, thì còn cái gì mà nghi ngờ, còn cái gì mà sợ lầm lạc. Mà rồi từ đây rồi đem ra tất cả kinh đối chiếu thì nó rất là đầy đủ. Như vậy thì cái hướng tu của chúng ta đối với Phật, đối với Tổ không có cái gì là sai sai hết, rõ ràng. Còn nếu mình tu phải đầu thì không chấp nhận kinh, học kinh thì sợ nó loãng. Mà không chấp nhận kinh thì coi như Tổ với Phật hay khác rồi, phải không? Nghe lời, nhận lời Tổ mà quên lời Phật. Rồi chúng ta lời Phật, lời Tổ đều thống dùng được hết. Hai cái nó rõ ràng. Những cái chỗ này quý vị đáng nghiên cứu cực kỹ, thì sao giảng dạy lại cho Phật tử, những người nào người ta mới học tu nắm được vững với cái này. Chứ còn không thì nhiều khi giảng dạy tu mà rồi không biết giữa mình với những cái lối tu khác nó thế nào, nó dính dáng gì không, những cái nào là cái phương tiện, thế nào không có phương tiện mình không biết nữa. Rồi khi người ta đặt câu hỏi tôi lúng túng,
Đấy, bây giờ tôi niệm Phật thì tôi về cực lạc, hay tu thiền là đi đâu? Rồi nó làm sao? Một câu hỏi đó các vị thấy rất là lúng túng rồi. Người ta có chỗ tựa mà bây giờ không biết đi đâu lên, chéo nhớ lên. Phải không? Bởi vì không quên học kinh Di Đà, quý vị thấy đâu phải về cực lạc là rồi việc. Phải không? Về đó cũng phải tu, tu trên đến khi nào chứng được vô sanh pháp nhẫn thì từ đó mới chứng đến niết bàn. Chứ đó là cái cảnh để mình gáp làm phương tiện tu thôi. Còn đây mình ngay đây mình đi thẳng vô chỗ vô sanh. Thì vậy không biết ai đi tắt ai đi quanh, nhưng mà nói thường thường hay nói người niệm Phật cũng như cái con mọt ở trong cái tre đó, nó không ra. Mà nếu mà nó đi nó phá từ cái mắt này rồi lên mắt khác, mắt khác cho tới ngọn nó ra lâu lắm, quanh co lắm. Vì tu thiền vậy đó, đi quanh vấn đề. Còn tôi niệm Phật cái mình cứ như tôi mở cứ nó đục ngay cái hông của cái cây tre nó chui ra chỉ còn lớp một gần vô cùng. Đó là cứ nói đó. Mà đó nói thiền đó là cái thiền mà gọi là tứ thiền tứ không. Nếu tu thiền theo nguyên thủy đó, từ sơ thiền nhị thiền cho tới tứ không là không như viên sứ, tức chưa viên sứ, và trải qua hết mấy cái đó rồi nó tới phi tưởng sứ rồi dịch ảnh định, thì như vậy đi một cái dòng xa. Tập này đi thắt rồi đi ngang, nghĩa tức là niệm Phật cái đi dịch cực lạc liền gọn, không có liên quan. Còn cái thiền này thì sao? Thiền này còn gần hơn, phải về cực lạc ngay như mình. Bởi vì về cực lạc thì nếu mà rủi Phật quên rước mình không biết đường đi, nhắm mắt mà Phật quên rước không biết đi đâu. Còn mình ở đây thì cứ rõ ràng mình có đủ cái đó. Nên là cái đó nếu mà mình không mê thì sống về mình thì không có đâu hết, không có xa, không có thiếu, không có từ đâu đến hết, thì khỏi cần ai trước ai đưa, phải không? Bởi vậy nên mấy người tu thiền này thì ít có đưa về cực lạc quá, nên trước tụng kinh không đi rồi vậy đó, đi từ đó đi cực lạc là sao đưa đó. Mình chỉ thẳng đây thôi, ráng ngay đây mà mình tự chuyển thì được, chứ còn đưa đi đâu xa. Hiểu cho rõ thì quý vị có thấy cái đường lối tu nó cụ thể, nó lợi ích. Mình hiểu không rõ cái thì mình tu lâu đây cứ ngỡ là tu lúc nào mình sáng đây có hào quang rồi mình thấy có thành thông biết bay đi rồi này kia, vậy nó mới thích. Chứ không ngờ cái gốc sanh tử là niệm, niệm khởi, phải không? Niệm khởi thì mới tạo nghiệp mới sanh tử. Mà cái gốc đó mình dừng được thì mầm sanh tử dừng, mà cái sanh tử dừng thì cái chân thật đầy đủ không thiếu. Đó là cái chỗ gốc của sự tu. Đối chiếu hai pháp tu, hai pháp tu viết vọng và khám phải đầu đều gọi là tiệm tu đốn ngộ. Dùng cái viết vọng hai câu tại đầu để đập chết con khỉ ý thức. Khi con khỉ ý thức phải chết liền ngộ đạo, nên nói sau khi chết liền tỉnh, tuyệt hậu tái cơ. Người tu đừng sợ hay quên và khờ dại, vì có cố bỏ, cố quên mà không quên, dại sao được. Tu phải đầu có sức mạnh, xong phải buông hết mọi học tập, mọi suy luận. Tu biết vọng thì nhẹ nhàng, đã phù hợp với kinh điển. Càng nghe kinh, càng tin thêm pháp tu. Phải đặt tu phải đầu, phải ngộ đạo mới sáng. Nó giữa trình coi như chết nơi khờ dại. Tu biết vọng thì tu một giờ sáng một giờ, càng tu thì trí tuệ càng tăng, cho đến khi phá tan cái chấp ngã. Tu phải đầu phải có bậc thầy đạt đạo trong pháp tu mà dẫn dắt, ngài dẫn dắt mới đến nơi đến chốn. Tu biết vọng nương nơi kinh, chúng ta thấy rõ đường lối tu. Có khi nhân nghe kinh liền được kiến tánh. Bởi những lý do trên, chủ trương chúng tôi dạy tăng ni và Phật tử sơ cơ tu thiền bằng lối thuyết vọng.
đồng thời giảng kinh luận cho họ nghe, mong họ nhận ra bản tánh để tiến lên kiến tánh khởi tu ở trên. Giả sử thiền giả chưa được kiến tánh, cứ như thế mà tu vẫn giũa mòn ngã chấp, có trí tuệ bát nhã từ từ phát hiện. Thì như vậy cái lối tu này là cái lối tu mà nó đi phù hợp với kinh điển. Bởi vì quý vị thấy chúng ta tu là cốt làm sao dứt hết cái nghiệp chướng và sáng được cái tính giác của mình. Mà muốn hết cái nghiệp chướng thì cái nhân tạo nghiệp nó phải dừng. Đó là vọng niệm. Vọng niệm lặng thì lành nó hết, chứ không phải ở đâu đi lại mà mình mong cầu trong đời. Vì vậy mà trong khi tu, chúng ta cứ cố gắng tinh tấn. Như khi nãy tôi nói, giận bao nhiêu cũng được. Nếu mình là một chiến sĩ can trường, tài ba, thì sợ giặc thôi. Còn nếu sợ giặc là chiến sĩ sao? Chúng sĩ nhát nè, phải không? Như vậy thì dù cho tâm thứ vọng tưởng nó dấy lên thì chúng ta cứ biết nó là vọng, không theo đủ rồi. Đó là chúng ta đã tiêu diệt nó. Như vậy thì 100 thứ chúng ta tiêu diệt hết. Bữa nay 100 tiêu diệt, mai 100 tiêu diệt riết có ngày nó hết, phải không? Giặt cỏ mà nó có gì quan trọng. Chúng ta cố gắng vững vàng tinh tiến tu, không có sợ còn vọng, mà chỉ sợ mình không giác, không biết nó là vọng thôi. Như vậy thì trên đường tu không có phải chúng ta ngồi một giờ còn nhiều vọng là lúc đó chúng ta chưa tiến. Có tiến không? Ngồi một giờ mà vọng lên 200-300 lần, mà lần nào lên mình đều biết không theo hết, thì đó là mình cười, bữa nay mình thắng trận, phải không? Thắng được 100 đứa giặc, vậy thì giỏi cái gì. Còn nếu mà khi nào mình ngồi vọng lên mà mình đi theo nó lên 100 thứ, mình theo nó hết 50 thứ, thì lúc bữa đó là sao? Ra trận này bất phân thắng bại, phải không? Bất phân thắng bại, phân nửa thì thắng, phân nửa thì thua, thì bất phân thắng bại. Như vậy ta cứ nhớ vậy, mình kiểm điểm lại, mình bữa nào mình thắng thì cười thôi, kể giặt thì giặt chứ có sợ gì, phải không? Chứ đừng có nghĩ là sao mà 5 năm rồi còn dẫn điện hoài chán quá. Thì nghĩ như vậy đó là không biết, không biết mình đang tiến, đang tu. Thôi, mẹ đề nghị. Ngày lễ Phật Đản ở đây, tôi cũng nói sơ cho quý Phật tử biết. Ở đây thì ngày lễ Phật Đản đơn giản thôi, vì chúng ta ở gần tỉnh hội, thì tỉnh giáo hội tổ chức lễ Phật Đản lớn. Cho nên sáng ngày rằm tôi phải vô trong kia dự, chắc cũng tới 9 giờ mới về. Ở đây 8 giờ thì chư tăng chư ni ở tại thiền viện làm lễ Phật Đản, tức là lên chùa tụng bát nhã rồi đọc lại ngày cái bài lễ Phật Đản ở thiền viện. Như vậy thì 9 giờ đó làm, 8 giờ làm lễ tới khoảng 9 giờ, rồi sau đó Phật tử ở lại để có tâm chay không thì cố à chắc chè ở lại rồi dùng chè lấy thảo về. Vì ở đây thì mấy ông thầy mất lo công chuyện cho chư tăng, nó không có đủ gì giờ mà cúng dường cho Phật tử nhiều, thành nó đơn giản có chè cháo để giúp được thôi. Rồi buổi chiều 2 giờ là chúng tôi có cái lễ quy y cho Phật tử. Như mỗi năm tôi thường nói, ba cái rằm lớn, rằm tháng tư,
rằm tháng 7 và rằm tháng 10 thì ba đồng của tôi có quy y tại đây. Thì 2 giờ chiều có lễ quy y. Phật tử nào mà phát tâm quy y thì lại nhận khách ghi tên. Và tôi cho pháp danh là đúng 2 giờ chiều tới đó quy y. Rồi sau đó thì bữa 16 tôi sáng là làm lễ kiết giới an cư cho chư tăng, buổi chiều làm lễ kiết giới an cư cho chư ni, đó là xong. Tất cả quý vị biết để thực hành.